Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình ABC. Thưa quý vị, mặc dù trước đây chúng tôi đã có một vài lần trình bày về đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Tuy nhiên, chúng tôi xét thấy rằng với một cái đại nguyện của một vị Bồ Tát lớn như thế thì dẫu cho trình bày bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể nói đủ và nói hết. Chính vì vậy mà hôm nay một lần nữa chúng tôi muốn được chia sẻ đến quý vị về một vị Bồ Tát lớn này trong đạo Phật của chúng ta. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đều biết Bồ Tát Địa Tạng đã phát một cái nguyện rất lớn gọi là đại nguyện. Và chính vì vậy mà ở trong cái danh xưng của Ngài chúng ta có nghe là Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay giả là Nam Mô Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì cái hình ảnh của Ngài chúng ta thấy trước hết Ngài đội một cái mão mà thuật ngữ gọi là mão tỳ lư, cũng có người gọi là cái mão địa tạng, và cái tay của Ngài thì cầm một cái cây tích trượng, cho nên có một cái câu thỉnh đó là thủ trì tích trượng chấn khai địa ngục chi môn. Đó, tay cầm cái cây tích trượng để mà mở cái cánh cửa của địa ngục, với cái ý nghĩa là giải thoát tất cả chúng sinh đang bị đau khổ trong những cái cảnh giới địa ngục. Dĩ nhiên chúng ta biết cảnh giới địa ngục theo lời dạy của Đức Phật thì có nhiều loại, chứ không phải chỉ có một địa ngục duy nhất. Nhiều loại đó tiêu biểu như là hàng ngục, hỏa ngục, vân vân và vân vân, rất rất là nhiều. Trong kinh Địa Tạng, trong kinh Đại Báo Tích và nhiều bộ kinh lớn khác nêu từng cái tên một của rất nhiều loại địa ngục. Có những cái địa ngục A Tỳ, Vô Giác Ngục, nói chung là rất là nhiều. Thì cái đại nguyện của Ngài như thế nào? Thưa quý vị, cái đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương đó là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa rằng là cho đến khi nào mà chưa độ hết chúng sinh ở trong những cái cảnh giới địa ngục thì Ngài nguyện không có chứng lấy cái quả vị niết bàn. Phải nói rằng là đó là một cái nguyện hết sức vĩ đại. Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta biết rằng là chúng sinh thì nhiều vô lượng, mà muốn giải thoát vô lượng vô số chúng sinh khổ đau như thế thì không phải là
chỉ trong một thời gian, một đời hay là một kiếp, nhưng một kiếp thì quá dài, mà là vô lượng kiếp. Ấy vậy mà Bồ Tát Địa Tạng không màng đến cái chuyện lâu hay mau. Ngài chỉ nghĩ đến cái nỗi khổ đau của tất cả muôn loài chúng sinh. Dù có dài cả hàng tỷ kiếp đi nữa, thì Ngài vẫn hết lòng để cứu độ chúng sinh. Có lẽ ít ai trong chúng ta có được một cái nguyện lớn như thế. Bởi vì có một số trường hợp khi mà có một số người phát tâm, sau đó thì thối thất, chán nản, bỏ cuộc vì đối diện với những cái nghịch cảnh, với những cái khó khăn. Nhưng mà đối với Bồ Tát Địa Tạng, đương nhiên là cái sự khó khăn nhiều hơn là những cái khó khăn mà một số người đối diện. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ chán nản, Ngài không bao giờ bỏ cuộc. Đừng nói rằng là bởi vì Ngài đã phát nguyện, nhưng mà có nhiều người cũng đã phát nguyện, nhưng mà đâu phải là khi phát nguyện xong rồi chết sống với cái đại nguyện như thế. Dĩ nhiên cũng có một số người chết sống với những cái nguyện của mình, nhưng mà tuyệt đối như là Bồ Tát Địa Tạng Vương thì rõ ràng là chúng ta thấy rất là hy hữu. Và đặc biệt là với cái số lượng chúng sinh rất là nhiều mà lại đổ vào những cái chốn địa ngục như thế, khó cứu lắm. Chứ không phải là đơn giản nói là cứu độ là có thể cứu ngay, rất là khó. Nhưng mà khó như thế nào đối với Ngài, đây là một cái đại nguyện. Cho nên khi nào mà cái đại nguyện được hoàn tất thì lúc bấy giờ Ngài mới rời khỏi những cái cảnh giới địa ngục. Như thế thì thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra đây là ở những cái chốn địa ngục như vậy rất là khổ, mà Bồ Tát Địa Tạng ở trong những cái nơi đó vô lượng kiếp, vậy thì Ngài có khổ hay không? Đương nhiên câu trả lời ở đây là không. Tại sao mà mình có thể xác quyết một cách dễ dàng như thế? Là bởi vì chúng ta dựa vào những cái lịch sử của những vị Bồ Tát lớn. Đặc biệt là khi mà chúng ta đọc lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta có thể hiểu và hiểu một cách trọn vẹn. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng sống trong một cái thế giới giải đầy ác trược, có nhiều cái sự khổ, thời tiết lúc thì giá rét, lúc thì oi bức. Ngài cũng tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội khác nhau, có những khi cũng gặp phải những cái đối tượng lúc đầu chưa hiểu Ngài đã biểu tỏ những cái thái độ không có được lịch sự. Nhưng mà Đức Phật có buồn không? Dĩ nhiên là không. Thời tiết oi bức, Ngài có cảm thấy khó chịu không? Dĩ nhiên là không. Những cái lời lẽ thiếu lịch sự có làm cho Ngài cảm thấy có một cái gì đó
như là những người bình thường hay không? Thưa quý vị, dĩ nhiên là không. Lịch sử đã chứng minh rất rất là rõ. Đừng nói là Đức Phật, bất cứ ai khi mà đã phát một cái nguyện nào đó, dấn thân vì một cái Phật sự nào đó, khi mà đối diện với những cái vấn đề nó ngược lại với những gì mà mình mong muốn, nhưng mà vì sứ mệnh, vì đại nguyện, cũng không có những cái nỗi buồn, không có những cái thất vọng, không có những cái tâm trạng chán nản. Một người bình thường như là một người mẹ hiền cũng thế. Cứ lấy một cái thí dụ, vì thương con, hiểu rằng con còn ở cái tuổi thơ ấu, rất cần đến cái sự che chở, chăm sóc, đặc biệt là cái tình thương của một người mẹ hiền. Cho nên có những cái lúc con ốm đau, con cần đến mẹ nửa đêm gà gáy, dù là rất cực nhọc nhưng mà mẹ không mang. Thương con, mẹ ấm, mẹ bồng, mà mẹ cũng không cảm thấy là nặng. Nếu có ai đó trao cho mẹ một cái bị gạo rất là lớn hay là một cục đá, mà biểu mẹ phải bưng cái cục đá đó suốt ngày, thì chắc chắn là mẹ không thể làm được. Nhưng mà đối với con cũng là cái trọng lượng tương đương với một cái cục đá, mà ẩm không phải ra suốt ngày, mà từ ngày này qua tháng nọ, mẹ không phiền, mẹ không cảm thấy nặng nhọc. Cái điều đó nó nói lên một cái thực tế rằng đã phát Bồ Đề Tâm, đã có một cái tấm lòng từ bi lớn lao vô lượng đối với tất cả chúng sinh, và đã phát nguyện dấn thân để cứu độ. Thì khi gặp những cái chướng duyên nghịch cảnh, điều đó trở thành vô nghĩa. Những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh đó không đúng cái sức mạnh để là một cái lực cản cho một cái sứ mệnh rất rất là thiêng liêng cao cả. Đặc biệt là ở đây là đối với một vị Bồ Tát lớn, đó là Bồ Tát Địa Tạng Vương. Ngài ở trong địa ngục nhưng mà Ngài không khổ. Thì bây giờ cứ lấy một cái thí dụ đời thường đi. Một cái người cai ngục, suốt ngày họ cũng ở trong một cái nhà tù nào đó. Nhưng mà đương nhiên là hỏi họ có khổ giống như là những cái tội phạm, những cái tù nhân hay không? Thì đương nhiên câu trả lời là không giống. Nếu mà đối với một cái người có một cái lý tưởng, đối với một đời sống tự do, muốn đi chỗ này chỗ nọ, chứ không muốn ở quanh quẩn ở trong nhà tù, khóa cửa, mở cửa, thì cái trường hợp đó là khác. Khi mà chúng tôi bị ở tù, đưa đi đến một cái khu rừng rất là lớn để mà lao động, cái từ mà ở trong nước sau 30 tháng 4 năm 1975 mới gọi là học tập cải tạo. Khi mà đi vượt biên lần thứ hai, lần thứ nhất cũng vậy, cả hai thất bại, bị đưa đến những cái
nó rất là xa xôi, rất là hẻo lánh, mà rộng mênh mông. Mỗi ngày như thế thì phải đi chặt những cái cây lỗ, phải đi cuốc những cái mẫu đất mà rễ của những cái loại tranh, phải nói rằng rất là khó, đổ mồ hôi nhiều khi xíu. Lý do là vì điều kiện sức khỏe ở trong tù không tốt. Mà lúc đó chúng tôi là mồ côi, bởi vì khi mà bị bắt không có ai biết, cho nên rồi không có được thăm nuôi, mà ăn uống trong một cái điều kiện thiếu thốn của một tù nhân, và phải đi lao động rất rất là vất vả, vất vả. Cho nên đã từng bị xỉu giữa một cái mùa hè oi bức mà làm việc rất là vất vả. Thì khi mà về mọi người họ nói ủa, thấy cũng thương hại cho mấy cái người giám thị trông coi, kể cả là trại trưởng thì ông có cái gì mà gọi là thích thú, thay vì nếu với một cái chức vụ trung tá mà ở thành phố thì có thể là đi uống cà phê, hoặc giả là nhận được những cái khoản tiền hối lộ, còn ở giữa rừng như thế tù nhân là mệt rồi, đứng canh gác rồi phải thế này thế kia, chắc chắn cũng chả có gì vui thích. Điều đó đúng, nhưng mà đó là đối với một con người bình thường. Nhưng mà dẫu sao thì những cái người như thế vẫn không phải đối diện với những cái cực hình như là những cái người bị giam giữ. Huống chi là một vị Bồ Tát, mà là vị Bồ Tát lớn nữa. Do vậy mà chúng ta thấy là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một cái hạnh nguyện mà thưa quý vị chúng ta cần phải học và tìm cách để áp dụng. Chúng ta chưa có khả năng đi vào trong những cái cảnh giới địa ngục, bởi vì trong kinh Đại Bao Tích thưa quý vị có nêu hai cái nguyên nhân có khả năng vào ở trong những cái cảnh giới địa ngục, chứ không phải là ai muốn vào địa ngục là cũng có thể vào được. Cái nguyên nhân thứ nhất là gì? Là phát nguyện, như là trường hợp của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Nguyên nhân thứ hai là do cái nghiệp lực. Nghiệp lực nó chiêu cảm và nó thúc đẩy. Nếu mà chúng ta tạo những cái ác nghiệp như là sát nhân chẳng hạn, sau khi chết chính cái nghiệp mà mình đã tạo nó đẩy mình vào ở trong những cái cảnh giới tối tăm đau khổ, cảnh giới địa ngục, tương ứng với những cái ác nghiệp mà mình đã tạo. Chỉ có hai cái nguyên nhân đó. Còn bây giờ ví dụ như cái người bình thường mà muốn vào cảnh giới địa ngục đâu phải là dễ, đâu phải là muốn là có thể vào được. Một cái nhà tù thôi mà nếu chúng ta muốn đến vào bên trong, chúng ta cũng phải tuân thủ những cái nguyên tắc cần có, chứ đâu phải là tự nhiên mình muốn vào nhà tù là mình vào đâu. Đó là cái nhà tù bình thường, huống chi là một cái cảnh giới địa ngục nào đó. Khi mà chúng ta hiểu được cái hạnh lớn của Bồ Tát Địa Tạng, trước khi mình có thể vào những cái cảnh giới địa ngục để cứu độ rất nhiều chúng sinh khổ đau, thì chúng ta hãy quan tâm cứu giúp trước hết là những người đang có mặt chung quanh chúng ta, bởi vì họ cũng có những cái nỗi khổ niềm đau mà nhiều khi
vì cái danh dự, vì cái tự ái, hay là vì không muốn làm phiền chúng ta, họ không nói. Nhưng mà nếu chúng ta không quan sát, không tìm hiểu, thì chúng ta không biết là họ đang có một cái nhu cầu lớn cần đến cái sự giúp đỡ của chúng ta. Dù cái nỗi khổ của họ chưa hẳn là đã tương đương với cái nỗi khổ của những chúng sinh ở cảnh giới địa ngục, nhưng mà họ cần đến cái sự cứu giúp. Chúng ta hãy rải cái từ tâm, cái bi tâm của mình để cứu giúp họ trong cái khả năng mà chúng ta có thể. Thì đó cũng là cái cách mà chúng ta thực hành những cái tâm lòng từ bi, cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng nói riêng và của nhiều vị Bồ Tát lớn nói chung. Rộng hơn nữa, không phải chỉ có bà con quyến thuộc, không phải chỉ có những người chung quanh chúng ta, mà nhiều người ở nhiều nơi trong những cái hoàn cảnh rất là nghiệt ngã, là những nạn nhân bất hạnh, rất cần đến cái sự cứu tế của chúng ta. Cho nên chúng ta phát tâm, chớ chỉ nghĩ đến những cái quyền lợi, đặc quyền đặc lợi, chỉ nghĩ đến cái hạnh phúc, niềm an lạc của bản thân, mà hãy quan tâm nhiều hơn đến cái nỗi khổ của tha nhân. Lấy cái nỗi khổ của tha nhân làm cái nỗi khổ của chính mình. Tha nhân khổ thì mình khổ. Đó là cái tấm lòng của những vị Bồ Tát. Và không phải chỉ bản thân của mỗi một chúng ta phát nguyện thực hành những gì mà Đức Bồ Tát Địa Tạng Vương đã làm, mà còn khuyến khích, nhắc nhở, hướng dẫn để mọi người hiểu được cái nguyện lớn của Ngài và đồng hành với Ngài trong một cái đại nguyện hết sức là to lớn như thế. Được như thế thì mình mới nói lên được cái tấm lòng ngưỡng mộ, tôn kính của chúng ta đối với Bồ Tát Địa Tạng Vương. Và như vậy thì thưa quý vị đó, dù chúng ta không có đòi hỏi bất cứ điều gì, khi mà chúng ta bắt tay làm những cái việc thiện, tuy nhiên theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta hiểu rằng là nhân quả. Nếu mà chúng ta làm những cái việc thiện, đương nhiên là chúng ta sẽ hưởng được những cái phước báo rất là thuần thánh. Chúng ta không cần phải mong đợi, mà những gì sẽ đến, đương nhiên là mình không cần chờ, không cần mong, nó sẽ đến. Đó. Vấn đề ở đây là chỉ cần làm những gì cần làm. Đó. Trước hết là phát Bồ Đề Tâm. Thứ đến làm sao để Bồ Đề Tâm đó mỗi ngày một tăng trưởng. Và cuối cùng là phải viên mãn Bồ Đề Tâm của mình. Bồ Đề Tâm ở đây là thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh. Trên cầu để chứng thành Phật Đạo, dưới phát tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Làm được cái điều đó thì thưa quý vị, rõ ràng là đời sống của chúng ta hết sức là giá trị, hết sức là giá trị. Và chúng tôi tin rằng không có một bất cứ cái giá trị nào có thể so sánh bằng cái giá trị của những người phát Bồ Đề Tâm, thường cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm và Bồ Đề Tâm mỗi ngày một tăng trưởng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tùy tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng